Happy Halloween. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hoa Văn Đại Canh. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng chào đón một lễ hội rất là đặc biệt được diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Các bạn đã chuẩn bị gì cho mùa Halloween năm nay chưa nào? Hãy xem Hoa Văn Đại Canh có gì thú vị cho lễ hội này nhé. Hãy liên hệ với chúng mình qua số hotline hoặc email để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.